Thưa quý vị, trên cơ sở dịch tễ và kết quả xét nghiệm sàng lọc diện rộng những ngày qua, ngành y tế chủ trì phối hợp với các địa phương đánh giá đúng nguy cơ dịch bệnh để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp thời gian đến. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương để chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết và các thành viên Ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý dịch đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, nên phải đánh giá sát nguy cơ và có biện pháp áp dụng cao hơn trên địa bàn, chứ không chủ quan. Đặc biệt trên cơ sở xét nghiệm diện rộng, cần có đánh giá tổng thể lại để áp dụng các biện pháp phù hợp hơn trong thời gian tới. Tôi đề nghị ngành y tế mà trực tiếp đồng chí giám đốc phải chủ trì cái việc phân tích kỹ cái số liệu từ ngày 31 tháng 7 đến nay, nhất là số liệu trong cái lần lấy mẫu lần một này, để chúng ta đánh giá đúng cái khu vực dân cư, tôi nói lại là khu vực dân cư có nguy cơ cao, để hướng tới chúng ta thu hẹp và khoanh vùng phong tỏa cũng như là cách ly y tế đúng cái phạm vi, là ngành y tế phải ngồi lại để phân tích đánh giá và có những cái biện pháp rất cụ thể. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý quận Hải Châu đang là điểm nóng mới với nhiều khu dân cư nguy cơ rất cao nên phải tập trung lấy mẫu xét nghiệm hết những người trong một gia đình. Các quận huyện chỉ đạo trực tiếp các ban điều hành cơ sở đáp ứng lương thực thực phẩm và hàng hóa hết thiết yếu cho người dân, tránh tình trạng chậm trễ, thiếu hụt. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn, nhất là tổ chức lực lượng tuần tra sâu vào tận các kiệt hẻm để giám sát, xử lý việc chấp hành quy định phòng chống dịch của người dân. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, tập trung truy vết tất cả các trường hợp liên quan các chuỗi lây nhiễm để ngăn chặn dịch lây lan. Các địa phương, khi ta còn một cái không người cộng đồng, nghĩa rằng là ta chưa kiểm soát được dịch bệnh, cho nên là chúng ta phải theo đuổi và phải quan lưới càng rộng rồi từ càng hay với khu trú lại. Cho nên để chúng ta nhận thức như thế là chúng ta cố gắng khống chế được dịch bệnh ở trong một khu vực càng sớm càng tốt. Hiện nay là một số người rất chủ quan, đặc biệt là những người mà khi xét nghiệm âm tính rồi thì coi như rứa là không bị bệnh. Cho nên là cứ vô tư gặp gỡ nhau, nhất là trong những cái hẻm, cái kiệt. Thì cái này là dân người ta đã phản ánh. Cho nên đề nghị các cái địa phương chúng ta cũng tăng cường đi tuyên truyền và xử lý những cái trường hợp này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế tập trung đánh giá tổng thể việc thực hiện kế hoạch xét nghiệm diện rộng, đảm bảo giãn cách khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và trang bị đủ đồ bảo hộ cho lực lượng lấy mẫu, quản lý chặt các khu phong tỏa, cách ly y tế, khẩn trương tập huấn cho lực lượng lấy mẫu, huy động thêm y bác sĩ về hưu, ngoài công lập và đoàn viên thanh niên trong công tác lấy mẫu xét nghiệm, cũng như hỗ trợ các biện pháp phòng chống dịch. Sở Công Thương sẵn sàng các kịch bản cung ứng lương thực thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát những trường hợp khó khăn, lao động mất việc, công nhân ở trọ để đề xuất hỗ trợ kịp thời, bảo đảm đời sống cho nhân dân. Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp ở các địa phương, nhất là khi tiếp tục xuất hiện các chuỗi lây nhiễm trong hoạt động cung ứng, phân phối tại các trung tâm phân phối chợ đầu mối, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với hệ thống cung ứng, phân phối hàng hóa, đồng thời tăng cường chỉ đạo kiểm tra chấn chỉnh tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trong từng khâu của toàn bộ hệ thống cung ứng, phân phối, đặc biệt các chợ đầu mối, điểm tập kết hàng hóa lưu chuyển liên tỉnh.